Rồi tiếp tục nhé các anh em. Chiếc A Black đầu tiên các anh em nhìn cho nó kỹ kỹ chiếc xe hơn nha. Thì chiếc này thì hai cà vẹt là 2016, giá cũng rẻ thôi chứ không có cao lắm đâu nha các anh em, chỉ có 19 triệu thôi nha. Rồi bây giờ là mình sẽ cho các anh em xem rõ rõ hơn về chiếc xe, có giấy tờ đầy đủ, xe còn nguyên riêng hết nha các anh em, chưa có qua sửa chữa gì hết. Đó, phần đầu nói chung thì còn đẹp, nguyên riêng luôn nha. Đó, hai phía luôn nha. Tất cả các xe đây đều là ship tận tay cho các anh em hết nha, nhận xe mới thanh toán, không phải cọc bất cứ 1.000 nào hết nha. Đó, phần bánh các anh em chịu khó nhìn nhìn rõ rõ xe một tí nha. Có nhiều các anh em là có nhiều các anh em là nói không có xem được rõ xe thì muốn xem rõ thì đó. Còn nếu như mà các anh em đã xem như thế này mà cảm thấy vẫn chưa rõ chiếc xe hơn nữa thì các anh em cứ nhắn tin qua cho shop để shop là gửi video qua cho các anh em cho nó rõ ràng hơn nữa. Nhưng mà theo mình nghĩ thì như thế này các anh em cũng đã xem được rồi. 2016 nha các anh em, cà vẹt đăng ký năm 2016. Nói chung thì còn riêng hết từ dàn áo cho tới đến máy móc. Rồi tiếp tục đến chiếc Novo nha. Xe này thì rẻ thôi chứ không có cao nha các anh em. Chiếc này thì cà vẹt đăng ký năm cà vẹt đăng ký năm 2012 nha, có giấy tờ đầy đủ hoàn chỉnh hết luôn nha. Giá công khai luôn nha các anh em, chỉ có 4 triệu rưỡi thôi nha. Đó. Anh em nào thích Novo thì chọn thôi, mà không thích thì có thể chọn xe khác. 4 triệu rưỡi, 4 triệu rưỡi là đã bao gồm là tiền ship đồ này nọ hết á. Tức nghĩa là các anh em là khi các anh em nhận xe các anh em giao 4 triệu rưỡi là ok. Mà để biết xe còn hay hết thì các anh em cứ nhắn tin qua. Tại vì có người mua trước có người mua sau, nên là muốn biết chắc ăn thì cứ nhắn tin qua cho shop để shop còn báo cho các anh em là đã còn hay là đã bán. Các anh em chịu khó nhìn kỹ kỹ một tí nha, khá là đẹp luôn. Xe cũng khá là lâu rồi nhưng mà đến bây giờ vẫn còn đẹp. Rồi tiếp tục nữa, bây giờ mình sẽ nói nhanh qua thôi nha, còn các anh em nào mà muốn xem xe rõ hơn thì cứ nhắn tin qua cho shop nha, thì shop gửi video xe cho nó rõ ràng hơn nữa. Chiếc Sirius, chiếc này thì 6 triệu rưỡi nha các em. 6 triệu rưỡi, nó là bánh tam thanh đầm. Các em chịu khó nhìn nhìn xíu. SH 40 triệu, SH model nha các em. 40 triệu, có giấy tờ đầy đủ hết, cà vẹt đăng ký năm 2016 nha. Cà vẹt nó là đăng ký năm 2016. Có giấy tờ đầy đủ hết, nguyên đai nguyên kiện nguyên ring hết nha. Yên tâm, khỏi lo với vấn đề gì mà tráo đổi gì hết, đảm bảo còn ring là còn ring. Luviat, chiếc này thì 30 triệu nha các anh em, 30 triệu. Có giấy tờ đầy đủ hết, cả việc đăng ký năm 2018 nha. Đó. 2018. Có giấy tờ đầy đủ rõ ràng hết nha. Khi mà các anh em mua xe thì shop sẽ làm cái giấy công chứng qua cho các anh em á. Các anh em chỉ về sang tên về đối sang tên đối chủ thôi, không có lo gì hết. SH nha. Chiếc này thì 45 triệu nha các anh em. 45 triệu. Anh em nào cứ thích nữa thì cứ nhắn tin qua shop để shop gửi video xe cho nó rõ ràng hơn.
Còn trên này thì để được làm nhiều xe thì shop sẽ rút ngắn gọn lại. Vision, chiếc này thì chỉ có 14 triệu thôi nha các anh em, 14 triệu. Cà vẹt đăng ký năm 2016 nha. Cà vẹt đăng ký năm 2016 nha các anh em. Đó, máy móc thì nguyên riêng, áo quần thì cũng còn nguyên riêng hết, chưa có qua sơn sửa hay là thay thế phụ tùng gì hết, nên là các anh em là yên tâm. Rồi quay Alpha, chiếc này thì có thanh đĩa nha các anh em. Đó, có thanh đĩa 6 triệu nha các anh em. Cà vẹt đăng ký năm 2014. Máy móc thì nguyên riêng, áo quần thì vẫn còn giữ riêng cho các anh em, khỏi phải lo gì hết. Niềng đầm đồ sáng sủa, đĩa đồ ngon ok, bô đồ còn sáng đẹp. Hai triệu hai nha các anh em, 2,2 triệu Dream. Anh em vừa chịu khó dọn lại, tại vì xe này là chưa có dọn, chỉ có 2,2 triệu thôi. Hai triệu hai nha. Rồi tiếp tục nữa, đó là chiếc Quay RS, cà vẹt đăng ký năm 2014 nha các anh em. Cà vẹt đăng ký năm 2014, nhưng mà xe này thì cũng còn đẹp, nguyên riêng, áo quần đồ riêng hết, riêng cứng hết á. Tay nắm thì có thay thôi, chứ còn về niềng đầm nhúng đồ áo quần máy móc đồ là còn riêng hết, chưa có tháo gỡ phụ tùng gì hết. Chiếc này thì 5 triệu rưỡi nha, 5 triệu rưỡi nó thánh đầm ạ. Rồi F135, chiếc này thì 14 triệu nha các anh em, 14 triệu. Xe này thì 2013, cà vẹt đăng ký năm 2013, 14 triệu. Anh em mà muốn xem xe rõ hơn nữa thì cứ nhắn tin vào shop để shop gửi video cho nó rõ ràng hơn. Rồi đến là 150 2018. Chiếc này thì 24 triệu rồi các em, 24 triệu 2018 nha. Có giấy tờ đầy đủ hoàn chỉnh hết, khi mua bán thì cũng được làm giấy công chứng sang tên qua cho các anh em rõ ràng, để mà các anh em đi là khỏi phải sợ là xe là không chính chủ. Đó. Rồi tới Dream nữa. Chiếc này thì rẻ thôi nha các anh em, chỉ có 3 triệu rưỡi thôi nha. Đó, anh em nào thích thì cứ nhắn tin qua, 3 triệu rưỡi. Anh em có thể về dọn sơ lại để đi, hoặc là có thể để đi cũng được. Xe này thì tại vì máy móc nó cũng còn êm, nên là không có làm máy, không có dọn lại, để cho các anh em giữ đồ riêng. Anh em nào thích dọn thì cứ về dọn. Sirius, bánh tâm nhưng mà thanh đĩa, nên là chiếc này thì nó cũng không có cao đâu. Nếu mà bánh đao thanh đĩa thì nó cao hơn 1-2 triệu, cho còn bánh tâm thanh đĩa thì nó vẫn cái mức giá là 8 triệu rưỡi nha các anh em. 8 triệu rưỡi. Rồi thì nói chung là tất cả xe của shop xe máy cũ đều là ship hết toàn quốc cho các anh em. Nếu như anh em nào muốn mua thật sự thì shop thì sẵn sàng ship. Thì ở đây thì shop cũng không có yêu cầu đặt cọc gì hết. Thì những anh em nào mà thực sự mua thì cứ liên hệ qua cho shop nha. Còn nếu như mà các anh em chỉ muốn gửi xe đi rồi để tới xem xe rồi trả về, thì những cái trường hợp đó thì các anh em cũng nên giảm bớt lại. Tại vì shop thì không có nhận tiền cọc, nên là shop sẽ gửi tận tình cho các anh em luôn. Đó, anh em nào cứ thích chiếc nào thì cứ liên hệ qua shop, thì shop sẽ kiểm tra và thấy chiếc xe mà các anh em là muốn mua mà còn, thì shop sẽ tiến hành là trò chuyện với các anh em rồi để mà tiến hành ship cho các anh em.